Vâng, em xin chào tất cả mọi người ạ. Hôm nay em quay clip mà như nào nhỉ? Gọi là để cho mọi người thấy ở cái ở trại em nhé. Nó cạnh tranh về giá như thế nào luôn, về mọi thứ luôn, từ chó con đến chó phối nhé. Như nào nhỉ? Tại sao mà bọn em lại phối giống rẻ này? Tại sao chó con bên em lại bán giá rẻ này so với những cái bên khác cùng với những cái phả hệ đấy mọi người nhé? Đấy thì là trứng chiết các thứ đây. Đây là một cái nguồn thức ăn nhá. Nào. Đây này. Tại sao lại có những cái giá phối giống rẻ nhá? Đây mọi người nhìn này. Đây đây là trứng cút lộn mọi người nhá. Đây. Ủa, lại con nào phối à? Đây, đón trên xe. Đây. Hôm nay em cũng đang nhận thêm một bạn cái phối. À, đi vào bà này. Của nhà chú Quyên gì, con cỏ con ăn đi bà. Đúng rồi. Đây. Đây mọi người nhìn này. Đây là cút nhá. Đây em quay mọi người xem trực tiếp. Mọi người chăn nuôi bọn em thế thôi. Đấy. Đây. Hai rổ trứng cút đẹp. Cút luôn. Đây nhá, này mọi người nhìn này. Nó là trứng cút lộn nhưng mà nó là trứng cút lộn nhá đây. Nhìn thấy không? Đây. Đó là trứng tắc đấy. Trứng tắc lộn này. Không phải bọn em là trại lớn hay trại bé hay gì mà nói chung tất cả mọi người mình đã là làm chăn nuôi ấy, lấy công làm lãi mọi người nhá. Trứng cút lộn này, bê bao tử này, biết cả là thi thoảng là mua được cái lợn bao tử thứ mọi người, nó rất là rẻ. Bên em thì đặc biệt là bọn em lại không cho ăn gà, bởi vì là nhưng khi gà người ta chăn nuôi ấy, nó cũng có những cái hàm lượng kháng sinh nhất định mọi người nhá. Đấy, bọn em mọi người bảo một cái quả trứng nó như này này mà cho nó ăn đấy, thực ra đấy mà cho nó ăn đấy thì là nó hoàn toàn luôn, không ai người ta tiêm một cái gì vào trong được quả trứng này, đúng không? Đấy, cái trứng là một quả trứng bình thường, trứng đỏ sau khi nó ấp vẫn còn nguyên này, xong mình phải bóc lấy con ăn rất là tốt. Còn ví dụ như là gà, người ta bảo mọi người có bảo mua gà kẹp lồng nhá, nếu mọi người mua được đúng con gà kẹp lồng ấy thì ăn nó mới tốt, chứ còn mọi người mua phải cái con gà mà gọi là gà bị chết vì bệnh, cho cả đàn cả trại người ta bị chết vì bệnh ấy, thì mọi người biết ai ở đây mình đều chăn nuôi gà nuôi lợn bao năm rồi, mình cũng biết đấy là trước khi mà nó chết ấy thì là người ta đã dùng đủ mọi cách để mà chăm mà chữa, chứ không ai để con gà chết phí đâu, phải thuốc nọ thuốc kia để cho gà nó sống, chứ không ai ấy được cả. Đây mọi người vào đây xem mà. Từ cái con giống đến cái thức ăn đều phải ấy. Đưa cái ghế này. Đấy, tại sao nói hôm nay nhá, nói giá cả cạnh tranh nhá. Từ giá phối ra kia nghe điện thoại ấy chị. Từ giá phối đến giá chó con ấy, nó là hợp lý cho tất cả khách hàng cũng như là cái người nuôi sinh sản mà nhận lấy giống bên em thì sao? Đây nhá, nhà em bây giờ đang có rất là nhiều chó cái luôn nhá. Thế em lại như này, em thách đố luôn. Em thách đố tất cả các ông hoàng phối chó này, các ông vua sinh sản này, các gọi là cụ tổ của nhân giống luôn. Đấy. Bây giờ nhà em đang rất là nhiều chó cái của khách hàng gửi đến Salo. Thì là bọn em cũng đang như một cái tuần này này, đang một sinh sản như tuần này là bọn em cũng đang bị gọi là bị hơi kín lịch. Quá tải được 12 được nhập nó phối mà đang hơi bị quá tải. Thì bây giờ là em lại thách thức tất cả các ông hoàng phối chó vẫn là hoặc là những ông vua nuôi chó đực, là em sẽ chuyển hết cái chỗ chó cái này sang cho các anh phối với giá là 2 triệu đồng. Bọn em đang nhận với cái giá là 3 triệu đồng một con cái phối được nhập, đúng không? Nhưng mà đấy là giá phối và bọn em đã bao tiêu đầu ra. Đấy là 3 triệu là gồm cái trách nhiệm lớn nhất là bao tiêu đầu ra nữa nhá. Còn nếu mà mọi người không cần bao tiêu đầu ra ấy thì là bọn em phối giống 2 triệu thôi. Thế là như những ngày hôm nay này là bên trại em đang bị quá tải cho cái 12 được nhập nó không nhảy kịp. Thì bọn em cũng không theo kiểu là ngày nào bọn em cho nhảy, mà một con một tháng anh chỉ nhảy